Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Làm Mẹ. Đây là kênh sẽ cùng đồng hành với các bạn trong suốt hành trình mang thai, sinh đẻ và nuôi dạy con cái. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những lợi ích của một số loại rau rất là dân dã, bình dị, quen thuộc nhưng mà lại chứa đựng những nguồn dinh dưỡng dồi dào. Để trả lời cho nhiều thắc mắc của mẹ bầu, đó chính là bà bầu có ăn được rau mã đề, rau càng cua, cần nước hay không? Các bạn nhớ theo dõi hết video của mình để tìm được lời giải đáp thích hợp nhé. Bà bầu có ăn được rau mã đề hay không? Rau mã đề hay còn gọi là bông mã đề. Đây là cây được phổ biến ở trong các vùng quê của Việt Nam. Loài cây mọc dại vừa dùng để làm thực phẩm, vừa được dùng có công cụ hỗ trợ điều trị một số bệnh nhất định. Và hồi nhỏ thì mình đã bắt gặp cái loại cây này rất là nhiều. Thấy mẹ làm nước uống, nhưng mà lúc đó mình không để ý đâu, mình không biết cây này là gì đâu. Sau mình tìm hiểu thì mình mới biết nó là cây mã đề, có tác dụng làm mát cơ thể, giải nhiệt, bổ thận và lợi tiểu. Thế là hồi mình mang bầu, rồi mùa hè nóng trong người, và mình đã nghĩ đến loại thức uống này. Và mình đã bảo mẹ tìm để cho mình uống. Nhưng mọi người khuyên là không nên uống. Mọi người nói rằng phụ nữ mang thai thì không nên uống loại nước mã đề. Và sau đó mình đã tìm hiểu và nghe lời khuyên của bác sĩ. Thì đây tuy là một loại thảo mộc tốt, nhưng mà đối với phụ nữ mang thai, nhất là những 3 tháng đầu, thì không nên dùng nước mã đề làm nước uống. Có thể dẫn đến nguy cơ sảy thai. Tính hàn trong cây mã đề thì không tốt cho sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Với nữa là tính lợi tiểu của loại nước này thì giúp thường làm mẹ dễ bị mất nước và gây cạn ối, do đó rất là nguy hiểm đối với thai nhi. Do đó thì nếu các mẹ muốn ăn thức gì mát, giải nhiệt thì mình có thể gợi ý một số món như sau nhé. Đó chính là món nước gạo lức rang, rất thơm ngon, và các loại đậu đỗ. Bà bầu có ăn, tiếp theo thì bà bầu có ăn được rau càng cua hay không? Rau càng cua thì nó được mọc hoang dại ở nhiều nơi và xuất hiện chủ yếu vào mùa mưa, được ví như là đắt hơn thịt, và vừa là một loại thực phẩm rất là lành tính, lại vừa là một phương thuốc chữa bệnh. Về mặt dinh dưỡng thì chủ yếu trong rau càng cua đó chính là nước, chiếm đến 92%. Do vậy thì ăn loại rau này thì có tác dụng thanh mát, giải nhiệt. Còn 8% còn lại đó chính là các vitamin, khoáng chất, rất tốt cho sức khỏe của mọi người, đặc biệt là đối với bà bầu. Bên cạnh đó thì lượng vitamin C có trong loại rau này thì giúp cho mẹ bầu tăng cường hệ miễn dịch. Và thêm vào đó thì trong thành phần của loại rau càng cua thì có chất tiền vitamin A. Và nếu mẹ bầu ăn thường xuyên thì sẽ giúp giải độc cơ thể rất là tốt, vào chất chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa và giúp làn da mẹ tươi trẻ hơn, đẹp hơn. Và không chỉ tốt đẹp da cho bà bầu thì các chị em mình nên nhớ loại rau này để cung cấp thực phẩm hàng ngày để cho đẹp da hơn nhé. Rau càng cua thì cung cấp bổ sung sắt cho cho những bà bầu thiếu máu, vì nó chứa một hàm lượng sắt lớn, cộng thêm nguồn vitamin C dồi dào thì cơ thể mẹ sẽ hấp thụ khoáng chất này một cách dễ dàng hơn. Các mẹ bầu thiếu sắt nên làm những món nộm rau càng cua với các loại thịt, đặc biệt là thịt bò, thịt lợn, từ 2 đến 3 lần mỗi tuần để tăng cường dinh dưỡng và giúp bổ máu. Nhớ nhá các bà mẹ thiếu máu thì chúng ta nên nhớ những món ăn với rau càng cua, rất tốt cho sức khỏe. Đối với những bà mẹ bị tiểu đường thì đây cũng là một loại thực phẩm không thể bỏ qua. Nếu mẹ sử dụng rau này thường xuyên thì giúp ổn định đường huyết trong cơ thể rất là tốt. Mẹ có thể làm món rau càng cua xào tỏi cũng rất là thơm ngon, bổ dưỡng. Nước rau càng cua thì giúp mẹ thanh lọc cơ thể, giải nhiệt và trị ho. Nếu mẹ bị ho thì đây cũng là một bài thuốc dân gian hết sức đơn giản lại hiệu nghiệm. Có một chú ý quan trọng đối với các chị em là nếu bà bầu nào mà thừa sắc thì chúng ta không nên sử dụng món ăn này, bởi vì trong rau thì đã rất là nhiều sắc rồi, mẹ thừa sắc ăn vào thì nguy cơ thừa sắc rất là cao và gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Còn nếu mẹ trong giai đoạn phát triển bình thường và thiếu sắt thì chúng ta hãy tận dụng món ăn này nhé. Thứ ba, bà bầu có ăn được cần nước hay không? Cần nước thì đây là một loài thủy sinh giúp bổ máu, hạ huyết áp và tốt cho hệ tiêu hóa của bà bầu. Phụ nữ mang thai thì nên bổ sung món cần tây này vào thực đơn hàng ngày vì thành phần dinh dưỡng của nó, vì các vitamin trong loại rau này rất là nhiều, cần thiết cho sự phát triển của bé. Rau cần thì cung cấp một lượng chất xơ dồi dào giúp mẹ dễ tiêu hóa và giảm bị táo bón. Và loại rau cần nước này thì lại ít đường, rất tốt cho mẹ bầu. Mặt khác thì khi sử dụng rau cần với một lượng vừa phải thì chị em có giảm nguy cơ bị thừa cân, giữ gìn vóc dáng của mình. Lượng sắt và phốt pho trong rau cần nước thì cũng tương đối nhiều nên giúp mẹ bổ máu. Do đó các mẹ có thể chế biến nhiều loại món ăn với loại rau này. Mình có một gợi ý đó chính là món cần tây xào thịt bò, rất là thơm ngon, mùi vị thơm ngon, lại hấp dẫn, lại cung cấp nhiều dưỡng chất cho mẹ bầu. Ok, vậy là mình đã vừa chia sẻ xong với các chị em về giá trị dinh dưỡng của ba loại rau hết sức quen thuộc đối với sức khỏe của bà bầu, và giải đáp được thắc mắc rằng bà bầu có nên ăn rau mãn đề, càng cua, cần nước hay không. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và đủ chất. Và trước khi kết thúc video này ở đây thì nếu chị em mình có ý kiến gì hay, vui lòng để lại comment bên dưới nhé. Chúng mình cùng thảo luận. Và đừng quên nhấn theo dõi và subscribe mình để cập nhật những thông tin mới nhất. Và giờ thì mình phải tạm biệt mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau nhé. Bye bye.